Thí sinh tiếp theo trong chuyến hành trình Người đẹp nhân ái chính là Trần Tố Như, mang số báo danh 193. Với thử thách đầu tiên là tìm ra 10 con số để có thể gặp được người trao nhiệm vụ cho mình. Liệu cô ấy có hoàn thành được thử thách này hay không? Em chưa tưởng tượng được là những con số này sẽ nói lên điều gì và dẫn em đến điều gì ạ. Tuy nhiên thì những địa điểm này thì đều là những địa điểm mà rất quen thuộc và nổi tiếng của Côn Đảo. Vì vậy thì em nghĩ rằng là đây sẽ là một hành trình rất thú vị. Rằng đây là những dãy số đếm ngược và tuy nhiên thì mình chưa dám khẳng định. Con số thứ 3 mà mình tìm được là 0 và 8, và sau khi nhận được hai con số này thì giả thuyết về những dãy số đếm ngược của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. 10 con số này trông khá giống số điện thoại và em nghĩ rằng em sẽ gọi thử. Thưa bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Cố gắng sắp xếp lại các thứ tự con số và thử liên lạc thêm một lần nữa. Tố Như cũng đã kết nối được người trao nhiệm vụ và nhanh chóng lên đường di chuyển đến điểm nhận nhiệm vụ tại nhà văn hóa khu dân cư số 4. Với vai trò là ứng viên của giải thưởng Người đẹp nhân ái, bạn hãy giúp đỡ phụ nữ tại Côn Đảo nâng cao sức khỏe và truyền cảm hứng về vẻ đẹp khỏe khoắn bằng cách thực hiện dự án trang bị những chiếc máy tập thể dục công cộng. Rồi, ra cái lượng dưỡng nhé em. Một sự khởi đầu khá suôn sẻ với những dự án nhân ái ngày hôm nay của hai thí sinh Đào Thị Hà và Huỳnh Thúy Vi. Nếu Đào Thị Hà gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi những kiến thức cũng như phong thái trình bày thông tin một cách mạch lạc, rõ ràng về dự án Cộng đồng Kết nối đỏ 2016, thì sự hồn nhiên, chân thành như một nét bản sắc vốn có của cô gái đến từ miền sông nước Cần Thơ, Huỳnh Thúy Vi lại là một điểm cộng rất riêng của thí sinh này trong dự án giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Hy vọng đó sẽ là động lực để hai thí sinh còn lại ngày hôm nay thể hiện thật tốt những dự án nhân ái của mình. Sự hào hứng thật sự. Bạn đẩy nó đến đâu? Đừng triệt tiêu điều đó. Đừng triệt tiêu điều đó. Giữ cho các em nó cái quyền được tận hưởng cái thiên đàng của các em nó mà chúng ta ở đây đã mất. Thưa quý vị, ngay bây giờ Ai Phương xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo ngày hôm nay. Đó chính là dự án trang thiết bị thể dục thể thao cho chị em phụ nữ của số báo danh 193, bạn Trần Tố Như. Như vậy là Tố Như đã tiếp nhận dự án trang thiết bị thể dục cho phụ nữ tại Côn Đảo. Nhưng trước khi bắt tay vào thực hiện dự án, Tố Như còn có may mắn được tham dự buổi lễ thắp nến cùng các cựu tù chính trị Côn Đảo nhân dịp chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, theo lời mời của chị Hân, chuyên viên huyện đoàn Côn Đảo. Đây là một trong những sự kiện mang tầm quan trọng về tinh thần được diễn ra thường niên tại huyện đảo có bề dày lịch sử cách mạng này. Hãy cùng theo chân Tố Như đến Nghĩa trang Hàng Dương để tham dự lễ nào. Chào ông ạ. Ông ơi, thế thì sau rất nhiều năm mà bây giờ quay lại Côn Đảo và đến đây thì cảm xúc của ông bây giờ như thế nào ạ? Trở lại thì một cái tình cảm thương nhớ đồng đội đã hy sinh, đã nằm xuống. Giờ trong tù đó, là anh em cùng học tập, cùng chiến đấu với nhau, cùng sống với nhau, gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm, cho nên cái tình cảm nó sâu sắc lắm. Nhớ lại những cái nơi cũ mà mình đã chiến đấu, cho nên nhớ chính là nhớ các đồng đội, các anh em đã gắn bó trong cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù đến ngày thắng lợi. Xúc động một cái. Vâng, thế con rất cảm ơn những chia sẻ của ông ạ, và con hy vọng là ông sẽ có những ngày ý nghĩa tại Côn Đảo này ạ. Dạ. Cảm ơn các. Dạ. Ngày hôm nay thì em thực sự cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy may mắn nữa vì mình có cơ hội để đến một vùng đất xa xôi như thế này, một người trẻ như em. Và em cảm thấy mình chưa bao giờ gần hơn với lịch sử của dân tộc đến như thế. Nhưng mà ngày hôm nay ở trong một lễ lớn như thế này thì và qua những cái cuộc phỏng vấn với những người từng là cựu tù ở nhà tù Côn Đảo này thì em cảm thấy vô cùng tự hào về lịch sử của dân tộc. Đó là một lịch sử rất hào hùng và em cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì đã nhận được một cơ hội lớn như thế này.
thực sự thì với những hình ảnh đầu tiên này thì chúng ta cũng chưa thấy gì nhiều về dự án của bạn Trần Tú Như, nhưng mà Ái Phương nghĩ rằng mọi người cũng đã thấy được những biểu hiện của cô ấy, những nét đẹp của cô ấy, sự tự nhiên của cô ấy, thì không biết là ấn tượng của Tú Như trong mắt anh Trấn Thành như thế nào ạ? Trước tiên thì chỉ nói như thế này thôi, anh xem cái đoạn clip đó anh nổi hết cả da gà, và anh nghĩ là nếu mà anh đứng trên đó đó, anh nhìn xuống thấy cái cảnh mà ngày xưa những cái người đi trước của chúng ta họ hy sinh như thế nào để chúng ta có được cái nền hòa bình để ngồi ở đây như thế này, thì đúng là anh có thể rơi nước mắt thật. Nhưng mà em thì anh thấy em có một cái tư thế rất là hãnh diện và đang rất chờ đợi là em sẽ làm gì. Chúng ta cùng theo dõi. Sau buổi lễ thắp nến đầy ý nghĩa, Tú Như quay về với nhiệm vụ chính trong hành trình người đẹp nhân ái của mình là thực hiện dự án trang thiết bị thể dục cho phụ nữ tại Côn Đảo. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vất vả nhưng cũng đầy ý nghĩa của Tú Như tại Côn Đảo. Chúng ta hãy cùng chờ xem buổi lễ trao nhận dự án sẽ diễn ra như thế nào, phản ứng của bà con địa phương sẽ ra sao nhé. Ngày hôm nay thì em rất vinh dự có thể ở đây thay mặt để đại diện cho ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 tổ chức lễ bàn giao dự án lắp đặt trang thiết bị thể dục công cộng cho người dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vâng, chào cô ạ. Cô thì cảm thấy như thế nào khi mà sử dụng chiếc máy này? Cô rất vui, rất tốt để vì em có nhiều sức khỏe. Xin vinh dự, cảm ơn cô ạ. Đây là những chiếc máy tập thể dục rất là có ý nghĩa và rất là tốt đối với sức khỏe của ông bà, bố mẹ các em. Vì vậy là khi mà các em sử dụng chúng thì hãy nhớ là hãy gìn giữ chúng thật là cẩn thận để có thể có nhiều người cùng được hưởng thụ những chiếc máy này nhé. Hai ngày vừa qua đã cho mình rất nhiều những trải nghiệm quý báu, mà một trong số đó là việc hoàn thiện dự án lắp đặt những thiết bị thể dục công cộng trên công viên đường Nguyễn Huệ. Đây là một dự án rất có ý nghĩa bởi vì không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe bằng việc sắm sửa những chiếc máy hiện đại như thế này. Và mình hy vọng rằng những chiếc máy này sẽ giúp cải thiện cho sức khỏe của người dân ở nơi đây, mà đặc biệt là phụ nữ. Bởi chỉ khi chúng ta có một sức khỏe dồi dào, chúng ta mới có được một nếp sống lành mạnh, một tinh thần lạc quan, và đó mới chính là vẻ đẹp đích thực bên trong mỗi con người. Xin mời anh Trấn Thành, em thấy anh có nhiều cảm xúc ạ. Vui tươi ha, thoải mái ha. So với những hình ảnh ban đầu đầy những cái ký ức về nỗi đau, về sự sợ hãi, thì ở đây chúng ta làm một cái chuyện tích cực hơn rất là nhiều. Là theo em thì cái việc làm này sẽ giúp ích được gì cho chị em phụ nữ, và tại sao mình giúp cho chị em phụ nữ mà không giúp cho đàn ông giảm đi vòng bụng số 2 ví dụ vậy? Cái việc làm này nó giúp ích rất nhiều cho phụ nữ, mà đặc biệt là ở Côn Đảo, bởi vì là những chiếc máy này nó không chỉ mang những cái giá trị về vật chất mà nó còn mang giá trị rất lớn về tinh thần. Và đấy mới là cái điều mà em nghĩ là giá trị nhất, bởi vì là cuộc sống ở Côn Đảo thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, và đặc biệt là người phụ nữ ở đó thì ở trong đoạn clip này không có thể hiện ra, nhưng em đã có đến thăm gia đình của một bác phụ nữ ở Côn Đảo, và bác ý thì hai ông bà đang nuôi một đứa cháu, thì gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó chỉ là một câu chuyện rất nhỏ thôi trong rất nhiều câu chuyện ở Côn Đảo, nhưng mà em nhận ra một điều là người ta không có nhiều những cái hình thức để giải trí cũng như là để chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình. Cái chiếc máy này lắp đặt ra thì cái mục đích đầu tiên của nó là để chăm sóc sức khỏe của người phụ nữ. Tất nhiên là người đàn ông thì cũng có thể đến và tập được ạ. Tất cả mọi người cũng có thể hưởng thụ ạ. Bây giờ thế này, dạ. Cho anh hỏi cụ thể hơn để cho em dễ trả lời nè. Là theo cái quan sát của em khi em đến Côn Đảo thì cái đối tượng phụ nữ mà em thường gặp là ở độ tuổi nào? Cái hoàn cảnh chung của họ là gì mà chúng ta phải làm một cái dự án này để dành riêng cho họ? Ý anh hỏi là như vậy. Dạ. Đối tượng phụ nữ mà em gặp nhiều nhất ở Côn Đảo là những người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, và thường là các mẹ, các bà. Dạ, em rất ít khi gặp những cô gái trẻ ở Côn Đảo.
Và thái độ mà em nhận được từ các bác các cô đấy là sự hào hứng. Đầu tiên là mọi người khá lạ lẫm với một dự án mới như thế và những chiếc máy mới mẻ như vậy ở nơi mình sống. Tuy nhiên thì mọi người đều rất là hào hứng và đã đến với một cái tinh thần mà giúp cho em cảm thấy cực kỳ là tự hào vì những gì mình làm được đã mang lại niềm vui cho họ. Em ạ, từ nãy giờ anh hỏi vòng vòng, anh chỉ muốn em nói ra cái điều này nè Cưng ạ. Cái nơi đó là cái nơi mà đối với tiềm thức của người ta là cái nơi đã xảy ra bao nhiêu tang thương, bao nhiêu cái nỗi kinh hoàng khiếp sợ đó. Như vậy thì tại sao chúng ta không làm một chuyện là xóa tan đi ký ức đó? Hãy biến Côn Đảo là một trong những cái nơi mà nhắc đến người ta nhớ đến cái sự thanh bình, cái vẻ hiền hòa của thiên nhiên. Em đưa những chiếc máy tập thể dục cho những chị em phụ nữ ở nơi đó là em đang đưa giải trí về tinh thần cho con người ở nơi đó. Và em nhân rộng được cái điều đó nhiều, con người nơi đó họ sống tấp nập hơn em nhé. Chứ không chỉ đến đó chỉ mang một cái máy và nghĩ là vậy là thích tập cho vui. Thực sự đó là cả một cái suy nghĩ mới. Em đang làm mới cái cách suy nghĩ và cách nhận thức của người ta. Có khi nào những dự án với những cái sự xúc động, những giọt nước mắt sẽ có một cái sự ưu điểm vượt trội hơn so với những dự án khác hay không? Thì ngày hôm nay thì có lẽ là dự án của bạn Tú Như cũng là một câu trả lời. Bởi vì đôi khi chúng ta không chỉ cần đến những giọt nước mắt, những sự cảm động để mà truyền đến những thông điệp tốt đẹp cho mọi người, mà đôi khi còn là truyền đi những niềm vui, những sự tươi trẻ. Và Côn Đảo rất là cần những người như bạn. Cảm ơn dự án của bạn Trường Tú Như. Với dự án của bạn Trường Tú Như, F cũng xin được cảm ơn sự tài trợ của ban tổ chức công ty Sen Vàng với giá trị tài trợ 100 triệu đồng. Và xin cảm ơn nhãn hàng Sắc Ngọc Khang cũng đã tài trợ phát sóng chương trình của chúng tôi. Một, hai. Hàng ngàn trẻ em Việt Nam đã qua tuổi tập đi, nhưng bước chân thứ 10 là cả một giấc mơ của mẹ. Sinh ra với trái tim khuyết tật, sinh mạng của các em bị đe dọa mỗi ngày nếu không kịp thời chữa trị. Mỗi tin nhắn vào đầu số NTVN gửi 1404 là bạn đã đóng góp 15.000 đồng vào quỹ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em Việt Nam, làm hồi sinh hàng ngàn trái tim bé nhỏ. Cùng Live và Vết Sẹo Cuộc Đời chung tay giúp mẹ cứu lấy con.